Ngày 10 tháng 12, báo Tuổi Trẻ có dịp cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hờ Henie, trải nghiệm chương trình dậy sớm ăn phở cùng thành phố do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát động nhằm hưởng ứng chương trình ngày của phở 12 tháng 12. Từ sáng sớm, Hoa hậu Hờ Henie đã có mặt tại quán phở Dậu trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3. Để tiện trải nghiệm thử thách review 3 tiệm phở trong ngày, nàng Hoa hậu lựa chọn trang phục là quần jean năng động và áo thun in logo của Google về ngày của phở 12 tháng 12. Được chủ quán hướng dẫn cho khách mới ăn lần đầu, Hờ Henie không giấu được thích thú khi biết ở đây hành tây sẽ trộn thêm đường, giấm, tương ớt, nước mắm giống hệt gói rồi mới ăn với phở chuẩn vị Bắc. Hờ Hen chia sẻ, lần đầu Hen mới được ăn phở kiểu này. Bình thường Hen sẽ cho vào tô phở rất nhiều chanh, ớt, tỏi. Vậy mà sáng nay được thử phở ăn với hành tây trộn như gỏi, Hen cảm thấy rất lạ miệng. Nước dùng có vị ngọt thanh, hòa quyện với hành tây trộn làm mình muốn ăn thêm nữa. Sau khi ăn xong, nàng Hoa hậu tiếp tục đi đến quán phở Việt Nam, cách không xa phở Dậu. Cô chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển như để tập thể dục. Đến quán phở thứ hai, Hờ Hen được trải nghiệm thêm một điều thú vị, cùng tham gia làm bánh phở với chủ tiệm. Sau 30 phút, Hờ Hen hoàn thành thử thách làm bánh phở và nhận lời mời ăn phở của chủ tiệm là anh Lê Đức Trường. 11 giờ trưa, Hờ Hen có mặt tại quán phở Bùi Gia ở phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Tại đây, băng rôn về ngày của phở 12 tháng 12 được dăng trang trọng tại khu ăn uống của khách trên tầng 1. Bùi Gia được xem là quán ruột của nàng Hoa hậu 29 tuổi. Gọi một tô phở đầy đủ, Hen thoăn thoắt cho tỏi vào vì rất thích tỏi ngâm của quán. Cô tâm sự nơi đây có nhiều kỷ niệm giữa cô và Á hậu Kim Duyên, như lần hai chị em chạy bộ 13 km ở khu Sala rồi ghé vào Bùi Gia gọi một tô phở thật to.